đến rồi, Tết 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 đến rồi. Hy vọng là mọi người sẽ coi chương trình Mấy Nụ Cười Xuân thiệt là nhiều, để Ngọc có cơ hội một lần nữa quay trở lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Tưởng là mùa trước á ngu toán quá, rồi xong rồi bị tẩy chay này nọ không trở lại được. Nhưng mà rất là may mắn Ngọc còn có cơ hội để gặp lại tất cả mọi người ở chương trình Mấy Nụ Cười Xuân. Sau lưng anh đúng rồi, sau lưng anh đúng rồi, sau lưng anh đúng rồi. Ngọc vừa đọc một comment của một bạn nói là chị Ngọc ơi, chị nhớ là lúc nào cũng phải tham gia nhiều nhiều chương trình của Đông Tây nha. Các bạn khán giả là người nhà của Ngọc. Lại có thêm một comment nữa rồi. Đâu comment gì vậy? À, nói là trời ơi sao chị Ngọc càng lúc càng đẹp gái quá. Chị Ngọc ơi, chị nhớ ra thật nhiều MV nha. Thả tim đấy kìa. Trời ơi, quá trời luôn. Thật là mừng quá. Cảm ơn các bạn đã gửi thư mời đến. Comment. Đã gửi comment đến cho chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Tăng 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 tăng. Đào hay chanh gì vậy? Có ăn trái bự đúng không? Chanh. À trái này trái quýt. Chanh gì mà bự dữ vậy? Chanh. Ôi đau lòng. Sao cái trái của vậy? Em nó nhu lên nhọn nhọn mà trái của anh Vinh tròn quá vậy? Trái em bị cắt bớt rồi, là em đỡ rồi. Anh là nguyên trái. Nhấp một miếng thôi, nhấp chứ đánh chứ cây này. Gió mai như chén chua cay nơi. Nhai hết trái. 2 hours later. Trong lại đó hết hộp rồi đó. Em là ca sĩ mà nên mỗi ngày em phải luyện giọng của em rất là nhiều để mà có thể một ngày thường em dành bao nhiêu phút để em luyện giọng? Em dành cả ngày luôn á. Ủa là em không đi hát luôn hả? Buổi tối đi hát. Dạ buổi tối. Là em nguyên ngày vụ. Là em phục vụ luyện giọng thôi. Dạ đúng rồi, ngày là ban ngày đó, ban ngày là em chỉ phục vụ cho sự luyện giọng thôi. Em có học nhạc không? Thanh nhạc á hả? Thanh nhạc. Nhạc cụ được. Á em học công cụ. Công cụ. Phục vụ cho âm nhạc. Hát song ca với Ngô Kiến Huy một bài đó. Mặt ngọc trên môi, xin người đừng nói xa. Rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi mất theo thời gian. Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều nói thay. Mà lòng người nào ai hay, ai biết trước đâu chưa ngờ. Luật là fan của mình đó các bạn ơi, các không bạn có biết không? Không hề, tại vì Quy nó kêu coi thôi, coi vậy thôi chứ thật sự ra cũng không có cảm xúc mấy. Nhưng mà em có ủng hộ... Nhưng mà em có ủng hộ... Hả?
ok Ngọc hả? Hát rất ok luôn, giọng của Ngọc á nó vừa dày mà nó cao nữa. Nó luật hứa là sẽ tặng cho các bạn mua hàng. Chuyện miệng đi em. Như anh luật bán ế quá nên các bạn chuyện miệng lần nữa đi em. Con bé đẹp mà nói chuyện có gì dễ sợ. Em sợ con nhớt nhớt hả? Mấy con những kiểu lương rắn rồi. À, em thích khô đúng không? Em thích làm khô đúng không? Em sợ Ngọc trai. À, em sợ cái con mà có Ngọc trai hả Ngọc? Dạ. Con nó làm em tốn tiền lắm đúng không? Đúng rồi, anh Luật hiểu em nè. Hiểu mà. Tôi với Giang sợ đúng một con thôi. Con Phương với con Trang.